Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của ThinkPro. Mình là Trung. Ai cũng biết là ThinkPro thì chuyên về laptop. Thế nhưng nếu các bạn xem channel ThinkPro lâu thì cũng biết là mình chỉ làm những cái video về dịch vụ, về news hay là về PC đồng bộ thôi, chứ cũng chưa làm cái gì liên quan đến laptop cả. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ tâm sự, chia sẻ với các bạn cái cảm nhận của mình về một chiếc máy tính bảng. Thế nhưng đây là chiếc Surface Pro 7, một chiếc máy tính bảng tablet live với cả laptop. Surface Pro thì nó là một dòng máy cực kỳ iconic và phổ biến của Microsoft. Nó không thực sự phổ biến ở Việt Nam, thế nhưng mà ở thị trường nước ngoài thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và nghe thiên hạ đồn đại là nó là con tablet chạy Windows tốt nhất. Vậy thì hãy cùng mình sờ thử xem thực hư nó như thế nào nhá. Cầm chiếc máy này trên tay thì cảm nhận đầu tiên của mình là nó rất cao cấp. Toàn bộ mặt lưng được phủ hoàn toàn bằng kim loại. Một cái chất kim loại gì đó mà sờ vào nó nhám nhám, không bám vào tay quá nhiều. Mình không biết nhiều về kim loại, nhưng mà theo tìm hiểu thì mình biết được nó là hợp kim magie. Kết hợp với cả mặt trước là mặt kính gương, trông tổng thể nó rất sang trọng và cao cấp. Surface Pro 7 có độ nặng vừa phải, chỉ khoảng 770g. Nó vừa đủ nếu như chúng ta dùng ở dạng tablet cầm trên tay như thế này. Cầm lâu thì có lẽ là sẽ hơi mỏi tay một chút. Thế nhưng mà nó rất là nhẹ nếu coi như là một chiếc laptop. Đặt trên bàn thì rất là nhẹ, chỉ 700g. Nếu thêm chiếc tie cover vào nữa thì nó rơi vào khoảng gần 1 cân, vẫn rất là ok. Ở mặt lưng của máy nó chia làm 2 phần. Phần trên nó chỉ có camera và một cái mic, còn lại thì hoàn toàn trơn màu kim loại, bạch kim. Còn ở bên dưới chúng ta có ngay chính giữa một cái logo của Microsoft trông rất là iconic. Cái phần dưới này thực ra nó có thể lật lên làm một cái chân kickstand để làm chân đứng cho máy như thế này. Cái chân này thì nó có một cái bản lề cực kỳ là chắc chắn và độ mở cũng rất là lớn để chúng ta có thể thoải mái chọn một cái góc làm việc sao cho thoải mái nhất. Nhìn kỹ vào mặt lưng thì mình có thể thấy rằng ở mặt phía trên này nó không hoàn toàn khít với cả phần khung của máy mà nó sẽ hở ra một khoảng. Nhìn vào phía trong chúng ta có thể thấy rất nhiều khe tản nhiệt ở đây, thì cái này nó sẽ giúp cho máy hoạt động thoáng mát hơn. Thực ra là cũng chỉ hơn thôi, chứ còn mình đã test và dùng máy khoảng hơn 1 tiếng. Thì thực tế ra là máy nóng lên khá là nhanh. Nếu như cầm vào cái phần phía bên này, nó sẽ rất là nóng vì đây là kim loại, nó giữ nhiệt rất là lâu, nó cực kỳ nóng. Thế nên là cái chân này nó sẽ rất là hữu dụng, bởi vì con máy này mình nghĩ rằng nó sẽ tối ưu hơn khi chúng ta đặt trên bàn và làm việc. Quay đến màn hình thì chúng ta có một cái màn hình 12.3 inch, 2.5K IPS, là màn hình gương cảm ứng. Cái màn hình này thì mình có thể thấy rằng là nó có 4 góc, nó đều có viền khá là dày. Thế nhưng mà cái viền dày như thế này ấy, thì khi chúng ta cầm lên và sử dụng thì nó khá là thoải mái vì sẽ không sợ tay chạm vào màn hình. Ở cạnh phía trên của màn hình thì ta có một cái camera trước, một số cảm biến và 2 mic thoại. Ở hai cạnh hai bên thì là một cặp loa stereo. Cảm nhận ban đầu của mình về khả năng hiển thị của con máy này thì nó có một cái màu sắc rất là thật, không định mắt thế nhưng mà vẫn đầy đủ màu sắc. So sánh chi tiết với cả MacBook thì mình thấy màn hình của Surface Pro 7 nó có cái saturation thấp hơn, nhạt màu hơn một chút và hơi thiếu chiều sâu một chút. Bù lại thì mình thấy rằng nó có một điểm cộng rất lớn, đó là khi mình nhìn vào cái màn hình này lâu ấy, thì rất là dịu mắt, không hề bị chói, lóa hay là khó chịu. Tiếp đến phần khung viền xung quanh của Surface Pro 7 thì nó có 3 phím vật lý, 1 phím nguồn và 2 phím âm lượng. Những cái phím này thì đều được làm bằng kim loại magie giống như phần mặt lưng, và nó cho mình một cái cảm giác bấm rất là chắc chắn, nảy và lì. Nếu như chẳng may có bị đập tay vào thì cũng rất khó bấm nhầm nút được. Ở mặt phải của máy thì có một cổng USB-A và một cổng USB-C. Cái cổng C này thì mới được thêm vào ở dòng Surface Pro 7. Và cái cổng này có thể giúp các bạn truyền tải dữ liệu, sạc máy. Thế nhưng mà nó không hỗ trợ Thunderbolt 3, thế nên là bạn không thể cắm eGPU vào để tăng khả năng đồ họa được. Ở ngay bên dưới này thì là cổng sạc đặc biệt của Surface. Nó có hỗ trợ 5 châm hút dính, rất là tiện lợi. Ở cạnh đối diện bên trái thì có một jack tai nghe 3.5. Mình không thích cái jack này lắm vì nó nằm ở phía trên. Nếu đặt máy như thế này, cắm tai nghe vào đây thì nó sẽ bị dây lòng thòng xuống và khá là khó chịu. Ở cạnh dưới nó mới là điều hay ho nhất. Đây là cổng kết nối trực tiếp với cả bàn phím. Đây. Đây là bàn phím kiêm tie cover của Surface Pro 7. Nó có thể kết nối với nhau qua cổng này bằng 5 châm. Rất là tiện lợi. Đây là bàn phím kiêm tie cover bảo vệ máy, rất mỏng và nhẹ, chỉ gần 300g. Bên ngoài được bọc da lộn màu lông chuột trông rất sang. Lớp da này sờ vào khá là sướng và êm tay. Các đường may thì có độ chi tiết cao, nói chung là cao cấp. Mở nó ra, wow. Thiết kế phím ở đây thực sự là rất hợp lý. Từng phím bấm nó có độ lớn vừa đủ, khoảng cách giữa các phím cũng đủ xa. Độ hành trình phím thì lên tới 1.3mm. Ở trên bề mặt của phím thì được phủ mết, rất là cao cấp.
Nói chung là với một cái bề mặt phím nhỏ như thế này mà Microsoft họ đã tối ưu, thiết kế cực kỳ là tốt, khiến cho mình có một cảm giác gõ cực kỳ là thoải mái. Tuy nhiên thì bản chất nó vẫn là một cái tie cover gắn rời, mỏng nhẹ, thế nên không thể tránh được sự thiếu chắc chắn. Qua mỗi một cú bấm phím thì mình đều cảm nhận được cái độ lún, độ đàn hồi của cả cái bàn phím, nhất là các phím bấm ở hai bên rìa. Cái này thì mình nghĩ rằng nó không phải là vấn đề quá lớn, vì đổi lại chúng ta sẽ có được cái độ gọn nhẹ của nó, và hơn nữa là cái độ bền của nó cũng sẽ cao hơn. Các bạn thử tưởng tượng là một cái bàn phím nó nhỏ như thế này, nó mỏng như thế này. Nếu như họ làm nó cứng đơ thì nó sẽ rất là mỏng manh, mà nên là nó sẽ cần một cái độ đàn hồi mềm mỏng nhất định như thế này thì cảm giác nó sẽ bền bỉ hơn chứ không bị quá là mỏng manh. Bên dưới phím thì ta có một cái touchpad nho nhỏ hình chữ nhật 5x10, phủ kính nên cảm giác lướt rất trơn và mượt. Trông nho nhỏ như này thôi nhưng mà khi dùng với cái màn hình 12,3 inch này thì mình cảm thấy là cảm giác gì nó rất là thoải mái, không hề bị cấn hay là khó chịu. Chiếu nghỉ hai bên có độ rộng rất hợp lý, mình có thể đặt tay thoải mái mà không hề bị chạm vào touchpad. Chất liệu phủ trên chiếu nghỉ và các khe phím, viền phím ở đây là nhung, sờ nó mịn, mượt hơn so với da lộn bọc bên ngoài. Cảm giác chạm và di tay nó hơi nhám nhám, không bám mồ hôi, rất là sướng. Tổng thể thì mình thấy cái thiết kế, chất liệu, rồi cái độ build của Surface Pro và cả cái tie cover này là quá ngon. Nếu như mình không biết trước ấy, mình không bao giờ nghĩ rằng con máy này nó chỉ có mức giá khoảng 20 triệu thôi cả. Nó toát lên một cái vẻ gì đó quá là sang trọng kìa. Và hiện tại Surface Pro 7 đã được giảm trực tiếp 1,5 triệu vào giá bán tại ThinkPro. Giá hiện tại đã là quá ngon rồi. Anh em vào thinkpro.vn để xem chi tiết nhá. Đừng bỏ lỡ. Về cảm giác trải nghiệm sử dụng trong khoảng 1 tiếng thì mình cảm thấy rằng là nếu như dùng ở dạng tablet thì nó không thể cho mình một cái cảm giác thoải mái thực sự như là dùng các dòng tablet thuần chủng như là iPad hay là Galaxy Tab được. Mình có thử sử dụng một vài tác vụ cơ bản như là lướt web hay là vẽ trong Paint thôi thì mình thấy rằng cảm giác nó vẫn có một cái độ trễ gì đó mà hơi cao, chưa thực sự thoải mái lắm. Nhưng khi gắn tie cover vào và trải nghiệm ở chế độ laptop thì thực sự là nó rất mượt mà và thoải mái. Đúng là Windows thì vẫn là Windows, nó vẫn sẽ tối ưu hơn khi mà có bàn phím, có chuột hoặc là touchpad. Nhược điểm lớn nhất ở chế độ laptop mà mình nhận thấy ngay là khi dùng nó ở một số cái tư thế ấy, khi mà mình dùng laptop quen thuộc ấy, như là đặt lên đùi thì nó khá là bất tiện và khó chịu, bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái chân kickstand này, nó không thể đứng vững ở trên đùi chúng ta như những chiếc laptop bình thường được. Nên như đã nói ban đầu thì con Surface Pro 7 này nó sẽ tối ưu nhất khi mà được đặt ở trên bàn. Còn cái khả năng tháo rời màn hình ra để sử dụng nó như một chiếc tablet thì mình thấy rằng nó sẽ hữu dụng khi mà chúng ta đang làm việc mà muốn đứng lên đi ra chỗ này chỗ kia để có cảm giác thoải mái và sáng tạo hơn, nhưng vẫn có thể tiếp tục làm việc, tiếp tục check thông tin. Và nó cũng sẽ rất hữu ích khi mà chúng ta cần phải show công việc, chia sẻ công việc với cả một ai đó. Như kiểu là khi chúng ta đàm phán với đối tác, đang ngồi gõ gõ mà rút cái màn hình ra, cầm ra show trước mặt đối tác luôn thì thực sự là rất là bảnh. Thêm một điều nữa là cái màn hình cảm ứng này cũng sẽ rất hữu ích cho những công việc như là vẽ, chỉnh sửa ảnh hay là design. Các bạn có thể tối ưu cái màn hình này hơn khi mà mua thêm một con Surface Pen, tức là cái bút cảm ứng giá khoảng 2 triệu thì có thể mua thêm cái này để mà tối ưu những cái công việc làm trên màn hình cảm ứng này. Vậy thôi, đó là những cảm nhận ban đầu của mình về con Surface Pro 7 này. Các bạn thấy sao? Mình thì mình thấy rằng nó ngon và đáng mua. Trong cái tầm giá 20 triệu thì khó có một con máy nào cho mình một cảm giác cao cấp và sang trọng đến như thế này. Trải nghiệm sử dụng lại còn rất hay ho nữa. Nhưng liệu nó có đáp ứng đủ tốt hay là tối ưu cho cuộc sống và công việc hay không thì các bạn hãy cùng chờ đón video đánh giá chi tiết ở kênh ThinkView tuần sau nhé. Video này sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy nó hay và có ích thì hãy để lại một like, một subscribe để cập nhật những thông tin, những video mới nhất của ThinkPro. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe và xin chào, hẹn gặp lại.